Dạ, Nhân Nam mến chào cô chú chị và các bạn ha. Đó thì bây giờ anh Gồng Nhỏ dẫn Nam với anh Duy Minh nè. Nam biết Vinci không? Hả? Nam gì có ly Vinci đó mà không biết con tàu. Em cũng không biết luôn. Rồi Ma Linh đó. Lâu lắm mà mới gặp Ma Linh nè. Ý là lâu lắm mới gặp Ma Linh. Ma Linh linh lắm. Hả? Bé Linh 18 tuổi đang tiễn chồng. Ủa cô, đây là mấy tháng rồi chưa gặp anh Long cô? Như là hơn 3 tháng rồi ha. Vui không? Chứ là anh Long đi là hơn 3 tháng đúng không? Anh quay cho anh với Đâu? Đó. Mày giờ chơi gì ai vậy hả? Duy Minh. Dạ, là... ai? Đâu cái máy không? Đâu máy mà. Về anh Long về mà vui không mấy Linh? Đây, đây là máy của anh Gồng Nhỏ nha. Chơi giờ không có quay cho ổng, ổng buồn cho nên phải quay cho ổng. Đây. Sao ba anh em mình toàn mặc đồ mới không vậy? Áo mới không gì vậy? Kéo ghế nữa vào bạn. Ủa Long, bữa nay anh tập tuần gì vậy anh Long? Âm dương trận. Âm dương trận hả? Rồi cho hỏi lại. Hai cái tàu khác vậy. Cái gọng sách bên Mỹ về mà. Bình Long. Thôi anh chỉ biết là Mộc với anh với Tùng Dương Tông Bảo thôi ạ. À. Mộc với anh với Dương Gia Tướng rồi. À, cái trong cái tuần đó là anh với ai anh? Anh đóng chị Mộc Quyền. À. Bên đây là anh với chị Quyền mà còn màn ông Long lớn với chị Mỹ. Dạ. Còn một màn. Dạ. Người đóng màn vỗ tổ mà. Dạ. À để cho những ấy cho cái vỗ tổ ha. Alo. Nghe. Sao nhắn địa chỉ cho anh đi, anh chưa anh tập tuần xong rồi anh chạy lên đồ lợi cho bác. Đang trong một cái quán hay đồ quán. Đây nhà này Sala của Nguyễn Hữu đường Nguyễn Hữu Thọ. Trường Sa. Cái đường chỗ này chung cư Tha La. Ở đây có những gian hàng nè, bánh trung thu nè, coi chúng gì vậy. Khá là lớn nha. Đó. Anh nhìn đó à, đẹp không? Cái này gọi là chung cư đúng không? Chung cư Tha La. Sala quên. Ờ thì bên đường đó là Nguyễn Hữu Thọ đó. Nguyễn Thọ ra Nguyễn Linh nữa. Có thằng máy rồi lên thế này. À. Mấy thằng luôn á. Cao như là cao. Bên kia luôn. Ở cái khu này thấp.
giờ là cũng hơn 3 tháng luôn hả anh? Hơn 3 tháng, 4 tháng. Hôm qua khi về chắc má Linh mừng chắc khóc thôi má Linh. Hôm qua tôi nghiệp là đi đón mà không đón được, quê. Cái cảm xúc của cô qua 30 tháng gặp lại anh Long thì cô thể là chia sẻ cảm xúc của mình cho mà cô thật cũng biết luôn anh cô. Tưởng nó gần năm hả? Dạ có mấy tháng mà gần nè, tưởng nó gần năm. Cũng nó vui hơn. Mà hôm qua đi ra đón mà cuối cùng mà mình đi xe không về là cái cảm xúc chắc quên bị quê đúng không? Quê đúng không? Đi đón á. Không dính bả đi em lại đón. Đi đón gồng nhỏ mà cuối cùng gồng nhỏ đi taxi về luôn cô chú anh chị. Đó đi giờ hôm qua cùng con gà. Có bả với Vinh Vinh với Hoàng. Ừ. Vậy là ra nửa đường rồi cô đảo lại. Đâu. Đấy, gần tới sân bay luôn. Nó bị kẹt xe đó, xe. Quê dễ sợ luôn. Cuối cùng ông Long về trước hả? Không, anh đang về trước. Này về trước hả? Thì hôm nay con có biết cái lịch trình của anh chú Long không? Không, không biết đâu, đi đâu rồi đi, không biết. Làm thủ quỷ ha. Cô đây là tiền vừa thủ quỷ. Đẹp gái giống Lệ Thủy. Con này đẹp ra ha. Ê lộn, giống má Dương Hiền. Nhưng mà bữa nay để tóc cao rồi chạy ngã ba rồi giống chú Minh Dương, bác Minh Dương nhiều hơn. Đâu rồi, giống nhiều rồi. Bả giờ nhìn nhiều nét giống. Dạ anh Long bưng nước cho mấy anh em mình uống luôn kìa cô chú chị. Long cà. Bưng nước cho mấy anh em luôn nè cô chú chị. Bưng nước cho YouTube uống không? Tôi bưng cho các bạn uống, tôi cũng là hạnh phúc. Bởi vì các bạn vui là tôi vui. À cái câu nói này nghe nói quen giống của mấy em thư đó bạn. Các bạn vui là tôi sẽ vui. Các bạn buồn thì tôi cũng vẫn vui. Thôi uống nước nha các bạn nha. Con dân cho mẹ. Đó. Mẹ là lần đầu tiên mà em uống luôn đó. Ta bắt. Anh Long hay uống ở đây lắm. Trăm mấy ly à? Rồi. Uống đi cưng. Trăm mấy ly à? Hả? Uống 140 ly của chú chạy nè. Nếu cái ốc hốt cũng hoàng vậy. Ghê ghê à? Này chắc cứ lộn gì vậy nè. Không lộn đâu. Bây giờ mình cũng phải cái ước vọng của anh đó là sau này anh có một cái mặt bằng gì đó, bằng nhà đó, chỗ nào cũng được, dưới tỉnh cũng được, Vĩnh Long cũng được, Cần Thơ cũng được, Long Xuyên cũng được, nó tóm lại là dưới tỉnh nào cũng được, chứ sao mà mua được cái mặt bằng đó để anh trai cho mặt bằng Cao Bắc này. Không bao giờ đi ghế Cao Bắc là không ghế mắt nha, một trăm mấy một ly chứ bộ đúng không, nhưng mà vẫn có thể vẫn cầm được chưa. Ngày đa số là người nước ngoài uống là nhiều. Uống đi. Muốn hỏi gì vậy? Uống đi cảm nhận. Cảm nhận đi. Đừng lấy gì tao uống. Nó miệng nó uống giống như thằng Mai Lúa vậy. Lúa à. Không, vậy là anh Duy Minh lần đầu tiên uống đúng không? Đầu tiên xách vỏ đẹp nè đó. À, đúng đây vỏ đẹp đây. Vỏ này giờ bán lại 8 triệu mua liền. Không là 8 triệu. Anh Long kêu nếu mà bán 8 triệu là anh Long mua lại liền luôn á cô chú chị. Nói gì vậy? Lại giấu rồi nói. Còn nhiều cá lắm rồi. Thôi, nói chung là có phút ăn. Đúng không nào? Đúng rồi. Vỏ, rồi kính, rồi giày, rồi áo, nói chung là đủ bộ luôn. Bây giờ đem ra mà bán khoảng 6 triệu, 7 triệu người ta đồng. Không, tại cái này mới hôm qua, mới khui tem hôm qua luôn. $450 là USD chứ mới. Cái cái mà em đi quay có 70 rồi. 70k chứ không phải là 70 đô. Ở đây, nó tặng như cái này luôn. Bữa nay
tự nhiên anh Long về cái làm YouTube cái lên đời hẳn luôn. Lên đời luôn, hôm nay em lên đời luôn. Quải túi hiệu, quải đồ hiệu đi quay quay YouTube. Em là hai lúa mà tự nhiên mới lên đời. Mày ra anh đi đang đi làm mệt mà cho anh uống ly này tự nhiên anh sảng khoái. Nhà mày cầm cái đồ uống miếng nước ra, hình như bị nhức tàn. Miếng nước đi em. Rất nhiều là bà con cô bác rất là vui mừng với Long nhiều rồi. Bà con cô bác cũng bình luận vui lắm khi mà gặp biết anh Long gì tại Việt Nam á. Con cái là vui nhưng mà buồn cái là không có mấy ly lên để làm đón ca Lâm. Bớt bệnh mới đi rồi. Hình như không nghe nói là mấy ngày nữa tới đợt lên tới khám. Bây giờ là phải nói mà phải cho mấy ly cái chai cao uống. Cái chai cao khô á, lụm chai cao khô rụng á, rồi sao thủy thổ rồi đổ nước vô rồi nấu, ví dụ như là ba chén còn lại một chén, lấy cái nước chai cao khô đó uống là nó nhiều. Diệt cái vi khuẩn hả? Virus đó. Nha. Cao nhiều. Đúng vậy. Cao khô để lát nữa lên xe gọi cho bà ngoại đó, bà ngoại làm gì đó là uống cái đó con virus đó nó trị với cái cao khô. Có ông thầy đã nói thì anh nhớ rồi đó. Bà chú không nói một bài viết rất là hay mà không biết. Đấy. Hiện tại giờ thì cái kết quả của bé Ly đó là nó chỉ có thôi, nó làm việc không nói gì. Không nói được. Tại do cái cơ địa cái ly nó yếu, người nào yếu rồi bị. Rồi Nam xin kết thúc video ha cô chú chị ơi.